Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin an ninh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Triệt xóa đường dây mua bán ma túy từ Nghệ An về Thanh Hóa. Lực lượng công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, xử lý hàng chục vụ phạm tội về tham nhũng trong năm 2023. Qua công tác điều tra, nắm tình hình, công an huyện Bá Thước phát hiện trên địa bàn các xã Điền Quang, thiết kế và thị trấn Cành Nàng xuất hiện một số đối tượng chuyên cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Hầu hết các đối tượng này đều là lao động tự do, buôn bán nhỏ, hoạt động rất tinh vi như dùng mạng xã hội Zalo hoặc Facebook nhắn tin để điều hành giao dịch, việc cho vay và thu hồi nợ. Quá trình đấu tranh chuyên án, công an huyện Bá Thước đã bắt giữ 5 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự gồm Trương Thị Nga, Hà Văn Hiệp, Bùi Thị Niên đều ở sát Điền Quang, Lê Thị Hồng ở thị trấn Cành Nàng và Trần Đinh Phúc ở xã Thiết Kế huyện Ba Thước. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ nhiều hợp đồng mua bán, giấy phép lái xe, căn cước công dân và các tài liệu sổ sách ghi thông tin khách hàng liên quan đến việc cho vay lãi nặng. Đây là các điểm cho vay lãi nặng trong quy mô hoạt động lớn với tổng số tiền các đối tượng cho vay lãi nặng khoảng gần 2 tỷ đồng với lãi suất từ 3.000 đến 5.000 đồng một triệu một ngày. Chỉ tính từ đầu năm 2023 đến khi bị bắt, các đối tượng này đã cho hàng chục người dân trên địa bàn huyện Bá Thước vay và thu lời bất chính gần 700 triệu đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh và Công an thành phố Thanh Hóa, Công an huyện Như Xuân, Nông Cống vừa phối hợp với Công an huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Nghệ An về Thanh Hóa tiêu thụ do Lê Đình Cường, sinh năm 1988, trú tại xã Tế Lợi, huyện Nông Cống cầm đầu. Sau thời gian theo dõi, điều tra, khoảng 19 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã phối hợp với Công an thành phố Thanh Hóa bắt quả tang đối tượng Lê Đình Cường đang bán ma túy, thu giữ 6.000 viên hồng phiến cùng nhiều tăng vật khác có liên quan. Điều tra mở rộng vụ án, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An và Công an huyện Nông Cống, Công an huyện Như Xuân bắt khám xét ba đối tượng khác trong đường dây ma túy này thu giữ tang vật là hơn 2.000 viên hồng phiến. Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Trong những năm qua, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã bám sát tình hình cơ sở, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, thực hiện thành công nhiều chuyên án trong lĩnh vực phòng chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng, chức vụ. Đặc biệt trong năm 2023, nhiều vụ án lớn được điều tra, làm rõ, phát hiện sai phạm trên nhiều lĩnh vực, nhiều địa phương, qua đó góp phần quan trọng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn. Trong năm 2023, lực lượng công an Thanh Hóa đã điều tra 35 vụ 62 bị can phạm tội về tham nhũng chức vụ, chuyển viện kiểm sát đề nghị truy tố 18 vụ 41 bị can, hơn 70 tỷ đồng tiền phạm tội được thu hồi về cho ngân sách nhà nước. Trong số 8 vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã kết thúc điều tra 6 vụ 23 bị can, đang tiếp tục điều tra hai vụ 11 bị can. Xác định công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, lãnh đạo công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở triển khai thực hiện quyết liệt các nhóm giải pháp để đấu tranh, xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm quy định về phòng chống tham nhũng. Ngay từ đầu năm 2023, giám đốc công an tỉnh, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát kinh tế toàn tỉnh thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả để phòng chống tội phạm kinh tế tham nhũng trong đó tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm. Với một cái quan điểm là xử lý một vụ, một việc, nhưng mà cảnh tỉnh để phòng ngừa cái tham nhũng, Đấy, cả một lĩnh vực, cả một vùng. Và tôi cho rằng cái phòng ngừa tham nhũng là cái cực kỳ quan trọng. Qua từng xử lý từng các vụ án tham nhũng, chúng tôi đều có những cái kiến nghị, có cái đề xuất, đặc biệt nhất là những cái đề xuất về cái cơ chế chính sách, về pháp luật, về cơ chế chính sách về mặt kinh tế, về quản lý, thậm chí là cái kiểm soát về mặt quyền lực. Thì đây là những vấn đề mà tôi cho là cái hết sức là cần phải hết quan tâm trong chỉ đạo trong xử lý các vụ án tham nhũng trong cái thời gian tới. Bám sát chỉ đạo kế hoạch của giám đốc công an tỉnh trong lĩnh vực phòng chống tội phạm về tham nhũng chức vụ, lực lượng công an tỉnh Thanh Hóa đã tập trung nắm tình hình, kịp thời phát hiện và làm rõ sai phạm ở các ngành lĩnh vực trọng điểm dễ phát sinh tiêu cực, sai phạm như bồi thường giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất thực hiện dự án điển hình như vụ việc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại phòng tài nguyên môi trường và văn phòng đăng ký đất đai thị xã Bỉm Sơn, vụ việc cán bộ địa chính xã Quý Lộc huyện Yên Định bị khởi tố về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, công an huyện Triệu Sơn đã khởi tố một vụ, một bị can, công an huyện Bá Thước khởi tố một vụ, một bị can về hành vi lợi dụng chức vụ được giao tự ý kê khai, lập khống hồ sơ quyết toán tiền nhà nước hỗ trợ cho người dân. Trong lĩnh vực giáo dục, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã khởi tố nguyên hiệu trưởng kế toán Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cùng với việc điều tra xử lý nghiêm sai phạm trong khu vực nhà nước, năm 2023, lực lượng Công an Thanh Hóa cũng đã khởi tố 6 vụ án trong các doanh nghiệp tư nhân về tội tham ô tài sản, lợi dụng sự lỏng lẻo trong công tác quản lý của doanh nghiệp để giả mạo chữ ký, ủy nhiệm chi của giám đốc rút tiền trục lợi cá nhân. Lực lượng cảnh sát kinh tế toàn tỉnh chủ động nắm tình hình trên nhiều lĩnh vực, trong đó phải tập trung cao độ vào công tác nghiệp vụ cơ bản để nắm tình hình, nhận diện được những cái sai phạm, vi phạm trong lĩnh vực kinh tế, chức vụ trên cơ sở nắm các tình hình trên các lĩnh vực đó. Nếu có những vi phạm liên quan đến hình sự thì lực lượng cảnh sát kinh tế là nhanh chóng phối hợp với công an các huyện để thu thập củng cố tài liệu chứng cứ là báo cáo với giám đốc để đưa vào đấu tranh xử lý nghiêm. Thanh Hóa đang tiếp tục triển khai thực hiện và mở rộng nhiều dự án đầu tư xây dựng với nguồn vốn lớn, diện tích đất bị ảnh hưởng nhiều, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm, tội phạm về kinh tế tham nhũng chức vụ. Tuy nhiên, với quyết tâm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, lực lượng công an tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng làm tốt công tác phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm, qua đó giúp ổn định tình hình các địa phương, tạo môi trường lành mạnh, thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào Thanh Hóa. Phần cuối bản tin là mục an ninh toàn cảnh với một số thông tin về tình hình an ninh trật tự trong nước đáng chú ý. Mới đây hơn 250 cán bộ chiến sĩ của các đơn vị thuộc Công an thành phố Đà Nẵng, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an thành phố Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Bình Dương đồng loạt đột kích 9 địa điểm trong đường dây cho vay lãi nặng do so một đối tượng quốc tịch Trung Quốc điều hành. Theo đó, đường dây này lập 10 công ty, thuê người làm việc, phân chia thành các bộ phận để sử dụng mạng xã hội, quảng cáo, tổ chức thực hiện và quản lý hoạt động cho vay thông qua các ứng dụng trên thiết bị di động và giao nhận tiền vay, lãi vay qua tài khoản ngân hàng với lãi suất 500 đến 1 một năm. Từ tháng 1 năm 2021 đến ngày 10 tháng 1 năm 2024, đường dây này đã tổ chức hơn 2 triệu lượt vay qua app cho hơn 1,3 triệu người với số tiền gần 9.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 2.500 tỷ đồng. Ngoài tạm giữ hình sự 27 đối tượng, công an đã phong tỏa 28 tài khoản ngân hàng với số tiền khoảng 44 tỷ đồng, thu giữ nhiều tài liệu liên quan. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Lã Quốc Trưởng, 38 tuổi, quê Hà Nội, ngụ tại thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Capel về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, để có tiền tiêu xài cá nhân, Lã Quốc trưởng đã sử dụng pháp nhân công ty cổ phần tập đoàn Kepo để thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân. Thủ đoạn mà trường áp dụng là tuyển dụng nhân viên, tự phong các chức vụ và lập thêm 5 chi nhánh của công ty Kepo tại thành phố Hà Nội, Thanh Hóa, Bắc Giang, Cần Thơ, Nghệ An. Sau đó, Lã Quốc trưởng tổ chức nhiều buổi hội thảo do chính trưởng đứng lên thuyết trình, giới thiệu với công ty Kepo, từ đó kêu gọi các nhà đầu tư. Cơ quan cảnh sát điều tra xác định, từ ngày 20 tháng 4 năm 2021 đến ngày 18 tháng 4 năm 2022, Lã Quốc trưởng đã ký kết gần 8.000 hợp đồng hợp tác kinh doanh, kêu gọi góp vốn của các nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 702 tỷ đồng. Hiện có 3 nhà đầu tư gửi đơn tố cáo Lã Quốc trưởng cùng một số đối tượng đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh. Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin an ninh hôm nay tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại